Thưa quý vị, tăng cường làm căn cước công dân vào ban đêm là công việc vừa được Công an quận Thanh Khê triển khai thực hiện bắt đầu từ tối qua ngày 3 tháng 3. Sáng kiến này vừa góp phần đẩy nhanh được tiến độ, vừa giúp nhân dân có thêm lựa chọn về mặt thời gian để làm căn cước công dân gắn chip điện tử. Việc làm này đã nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ từ bà con địa phương. 7 giờ tối, người dân của phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê đã nô nức đi đến Ủy ban nhân dân quận để làm căn cước công dân. Em Lê Kim Châu, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trú trên địa bàn cũng đã tranh thủ được thời gian học tập dày đặc để đến làm căn cước. Từng đi làm chứng minh nhân dân, Châu thật sự ấn tượng về sự nhanh chóng và tiện lợi trong cách làm việc của mỗi cán bộ chiến sĩ công an quận. Việc làm hôm nay khá là dễ dàng, mấy anh cũng có hướng dẫn rất là cụ thể và học sinh hoàn toàn có thể dư thời gian, đặc biệt buổi tối như này làm một cách vô cùng nhanh chóng. Cũng khá bận rộn với công việc buôn bán ở nhà, bà Đặng Thị Liên trú ở tổ 9, phường Thanh Khê Đông cùng cả gia đình đến làm căn cước công dân. Mặc dù số lượng rất đông, nhưng bà Liên vô cùng phấn khởi vì công an quận cũng đã tổ chức làm căn cước công dân vào khung giờ hợp lý để cả gia đình bà có điều kiện thực hiện quyền lợi của mình. Hai tổ công tác, mỗi tổ 4 thành viên vừa hướng dẫn vừa thực hiện các thao tác lấy thông tin, lăn tay, chụp ảnh cho người dân. Dựa trên tính chất của công việc, Công an quận Thanh Khê đã tăng cường quân số để nâng cao chất lượng làm căn cước công dân. Ngay trong đêm đầu tiên triển khai tăng ca làm đêm, Công an quận Thanh Khê đã tiếp nhận hơn 100 hồ sơ đến thực hiện làm căn cước công dân. Thì cũng xác định là đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và là một chiến dịch ra quân là làm căn cước công dân. Đối với công dân trên địa bàn quận Thanh Khê, lượng công dân rất là đông. Tuy nhiên là máy nhận vân tay thì hơi chậm nên là cái tiến độ thì cũng hơi chậm so với lại cái chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức động viên anh em để cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu. Hiện tại Công an quận Thanh Khê đã lên kế hoạch thực hiện làm căn cước công dân tăng cường vào ban đêm cho từng phường trên địa bàn trong tất cả các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Người dân chỉ cần chuẩn bị hộ khẩu và chứng minh nhân dân là có thể đến thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp căn cước. Dù có phần vất vả, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ Công an quận Thanh Khê đang nỗ lực hết sức để mục tiêu cấp căn cước cho toàn dân sớm được hoàn thành.